Vâng, chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, nay bên em mới về một chiếc xe bản số đang đeo là 49A16355. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các anh chị đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Con xe này bên em bán cho anh chị với giá thành là 80 triệu đồng. Tên em nó là Mazda 323, sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn tay lái trợ lực, kính bấm, dung tích xi lanh là 1.6, độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 67 lít xăng trên 100 cây số. Em nó xài hệ thống là full xăng điện tử. Hiện tại hiệu lực đăng kiểm của em nó còn khá là lâu, còn tới tháng 1 năm 2023. Bên em bán cho anh chị giá thành là 80 triệu đồng. Quý anh chị của chú nào có sở hữu chiếc Mazda 323 này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Nước sơn con xe này thì em nó là màu xám lông chuột nha cô chú và anh chị. Xe này bên em sang tên ủy quyền các kiểu con ra điểu cho anh chị đều được không. Xe này rất là liền lẹt, chạy rất là phê, rất là trắng, chắc chắn rất là bốc. Tắp bi tắp lô của em nó đây nha anh chị. Tắp bi tắp lô của em nó đây, quý anh chị thấy không? Theo 5 tháng thời gian thì em nó cũng là còn khá là đẹp, khá là bắt mắt, keo chỉ không mất một tí nào. Trước sự màn hình quý anh chị cũng hình dung thấy keo cột trụ A trụ B của em nó những lúc đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản. Thì những dấu hiệu nó nói lên chiếc xe của mình không có bị va quẹt cứng đụng vô xương sậu anh chị ha. Đây tem niêm phong của em nó vẫn còn. Nội thất ở bên trong của em nó thì nói chung con xe này thì không đẹp lồng lẫy, không đẹp len keng và không đẹp len xe ben như những chiếc xe vài trăm triệu. Nói chung một phân khúc chỉ có 80 triệu đồng thì con xe này quá là ok. Nội thất thì sạch sẽ anh chị ha. Được chủ trước thì họ có lót một cái này lên, nhưng ghế ở dưới thì em nó vẫn còn ok, không có bị rách rứa nha anh chị nha. Cửa nẻo thì đóng rất là khít. Và đây là băng ghế sau của em nó anh chị. Băng ghế sau thì sạch sẽ ha. Chân bọng thì vẫn là nỉ zin theo xe, vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất. Được lót cắm chân trượt chống sạc. Tắp bi tắp lô 4 cánh thì còn khá là bóng bẩy ha, khá là sạch sẽ. Cửa nẻo đóng rất là khít, xe thì đã được lên một cái dàn đuôi cá ở đằng sau và có nguyên dàn đèn led ở đằng sau luôn ha. Đây là thắng phụ bấm luôn. Cái này là nguyên bản của em nó có luôn nha anh chị, chứ không phải là về độ đâu ha. Tại vì này đi đăng kiểm làm sao thì có như vậy, là nguyên bản zin của em nó như vậy luôn. Đây được thêm chỗ trước họ dán cho hai miếng chống sóc, chống chày, lỡ qua vô nó đỡ chày sơn đó. Cái đó là cái này đồ chơi riêng. Từ đằng trước ra đằng sau thì cái form dán anh chị thấy không, em nó rất là liền lạc. Đấy. Và đây là cánh cửa ở bên đằng sau bên phụ, bốn tấp bi cửa thì rất là sạch sẽ anh chị ha. Đây. Đó, với số tiền chỉ có 80 triệu đồng thôi thì quý anh chị và cô chú sở hữu ngay chiếc Mazda 323 sản xuất đời 2000, sang tên ủy quyền các kiểu con đà điệu. Anh chị nào lấy thì bên em sẽ rút hồ sơ và sang tên ủy quyền cho anh chị đều được nha. Đấy, tấp bi tấp lô đây là trụ B. Keo cột của em nó anh chị thấy không, rất là liền lạc. Nội thất thì sạch sẽ. Và đây là dàn gầm ở bên phụ của em nó nha anh chị nha. Đây gầm bệ thì anh chị trước sự màn hình quý anh chị thấy gầm bệ chắc nội luôn. Gầm bệ rất đẹp. Đấy nhìn thấy không? Gầm bệ không có gì mà bàn cãi. Em nó xài ở đằng trước là hai thắng địa, ở đằng sau là em nó xài thắng tabu anh chị ha. Vỏ bánh của em nó không còn được coi như là 50-60%. Gầm bệ rất là cứng cáp, rất là sạch sẽ ha. Không có mục mọt anh chị ha. Đó. Và bây giờ mà anh chị còn theo em bước về phía bên cửa tài để kiểm tra coi chiếc Mazda này em nó khoang máy em nó như thế nào ha. Xe thì đang đậu ở ngoài quốc lộ anh chị, nó hơi bụi ha. Con này rửa ra là rất là ok luôn anh chị. Thì bước vào hệ thống ở bên trong thì xe thì số sàn 5 cấp, cụ tỏi số của em nó đây anh chị ha. Đây. Xe có hỗ trợ cho mình một cái màn hình để mình giải trí nghe nhạc và một camera lùi. Đó, máy lạnh ok. Đây là vô lăng của em nó. Theo 5 tháng thời gian thì em nó cũng te tu tàn tạ tí xíu vậy ha. Đây chốc chốc chỗ này tí xíu, mặt đồng hồ thì em nó rất là sáng. Và bây giờ em sẽ nổ máy cho cô chú và anh chị cùng tham khảo về chiếc xe này nha. Đây, máy nổ rất ok anh chị ha. Tay lái thì trợ lực máy nổ rất êm. Tay lái trợ lực đèn còi siêu nhanh đầy đủ. Báo cửa báo kiếp đồ còn luôn anh chị. Xe này gương điện chỉnh bằng hầu anh chị ha. Kính hầu chỉnh bằng điện nha anh chị. Tất cả bốn kính là bằng điện hết anh chị ha. Đang hoạt động rất là ok. Đèn còi xi nhan đầy đủ, gạt mưa gạt nắng không thiếu một chức năng nào hết. Bơm nước còn luôn. Trần bọng nè anh chị thấy nè, nỉ zin còn luôn. Ok quá luôn vậy nè.
đó, 80 triệu đồng anh chị sở hữu ngay chiếc Mazda 323 sản xuất đời 2000. Xe này mà ra đường đạp là dính ghế, xe gầm bệ rất chắc, rất ok nha anh chị nha. Đây, đèn bọng rất sáng anh chị. Anh chị thấy form dáng không? Đây, em sẽ review cái máy cho anh chị cùng tham khảo không. Máy móc của con xe này thì đang nổ nha anh chị. Máy nổ rất là êm. Đây, em nó xài dung tích xi lanh là 1.6 với hệ thống là full xăng điện tử. Đây, trước sự màn hình của anh chị nghe tiếng máy em nó nổ không? Cực kỳ êm, nổ thì thầm tí tắp luôn. Thấy không? Máy rất khô ráo và sạch sẽ. Máy nổ cực kỳ dễ thương luôn chị. Máy nổ không rung, không giật, không vắt, không òa ga. Đây là thanh dàn của em nó. Đấy, giờ thấy nè. Đây là hệ thống vú bò và những đường lường của em nó. Đây keo chỉ của em nó không mất một tí nào luôn. Nắp capo còn nguyên bản. À, được lên một tấm như là chống nóng anh chị ha. Đây là vú bò ở bên phụ nha anh chị nha. Anh chị thấy không? Rất liền lạc. Đó, còn nguyên bản hết. Thì những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình không bị va quẹt, không bị cứng đụng vô xương vô sầu nha anh chị ha. Tiếng máy nổ cực kỳ dễ thương luôn chị nghe. Máy nổ rất dễ thương luôn. Rồi máy nổ nghe tí tách luôn. Nổ như là nếu mà cái xe này mà úp nắp capo xuống, anh chị đứng sát bên anh chị phải lắng tai và anh chị nghe. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống bên dàn gầm ở bên tài ha. Đây là dàn gầm ở bên tài anh chị. Đó, gầm bệ bên tài nè anh chị thấy không? Quá ok cho một cuộc tình, quá ok cho một chiếc Mazda 323 sản xuất đời 2000. Review cái cốp luôn cho anh chị tham khảo ha. Với một cái khoang cốp này thì con xe này thì đi một cuộc hành trình du lịch xa thì khá là nhiều đồ anh chị. Khoang cốp của em nó cũng rất là rộng rãi nha cô chú và anh chị. Đây, cốp trong đây, những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản. Thì những dấu hiệu nó là chiếc xe của mình không có bị cứng đụng vô xương anh chị ha. Va quẹt cản đầu cản đít thì trong quá trình sử dụng qua nhiều năm thì không thể nào tránh khỏi được. Nhiều lúc chạy vô tông vô cái bụi cây hay gốc cây hay là vô cái chậu cây cảnh là vô hay nhà trực hay hiểm hóc là mấy cái này là không thể nào là mình tránh khỏi được va quẹt cái đó anh chị ha. Nhưng quan trọng là xương sậu nó còn là ok anh chị ha. Đây đằng sau thì đã được chủ trước họ đã dán cách âm anh chị ha. Đây dán cách âm luôn. Đây là bánh sơ cua của em nó. Nó gầm bệ là dán cách âm hết. Nói chung cái khoang cốp này thì thích hợp cho anh chị đi một cuộc hành trình xe cũng khá khá ha. Đây nó có một cái băng ghế ở đằng sau mà cái này nó dơ nè. Cái này chắc bỏ luôn anh chị ơi. Này xài không được đâu. Này nó móc lên hết rồi. Đó. Đó quý anh chị có chú nào thích sở hữu chiếc Mazda 323 sản xuất đời 2000. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực kính bấm. Dung tích xi lanh là 1.6, đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ với số tiền là 80 triệu đồng. Thì xe này bên em là bao rút hồ sơ, bao ủy quyền cho anh chị các kiểu con đà điểu ha. Với giá thành là 80 triệu đồng, quý anh chị nào thích sở hữu thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi anh chị nào đăng ký kênh đó thì bên em up những cái bài nào lên thì bên thiết bị điện thoại di động của anh chị sẽ được thông báo sớm nhất có thể. Có nhiều cái bài em đăng cách đây 3-4 năm về trước, nhiều cô chú anh chị vẫn điện thoại cho em. Thì cô chú anh chị không có đăng ký kênh là mình không có cập nhật được á. Thì anh chị nào đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, dịch vụ chăm sóc kênh YouTube, tăng subscribe, view 4.000 giờ, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 07968 222.